Và bài hát tiếp theo, Hoàng Nghĩa xin được gửi đến quý vị một nhạc phẩm cũng rất là trữ tình. Bài hát được mang tên Khúc Thụy Du. Chân không vững, vì sao và vì sao? Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào. Cắt đứt cuộc tình đầu, Thụy bây giờ về đâu? Chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay em lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao? Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào. Cuộc tình đầu, Thụy bây giờ về đâu? Thụy bây giờ về đâu? Em là chim bóng cá, anh là bóng trăng ngà, chỉ cách một mặt hồ mà muốn trùng chia xa. Thụy bây giờ về đâu? Chim bóng cá, anh là bóng trăng ngà, chỉ cách một mặt hồ mà muốn trùng chia xa.